Đây là cơ sở 2 của Hà Bưởi Ngon. Hôm nay Hà Bưởi Ngon lên thu hoạch một ít bưởi Tam Hồng ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Này, Thỏ ơi, ra mẹ cắt bưởi cho, xong thì con cầm bưởi con cất này. Nhanh lên, Thỏ. Này, kéo đây, đưa kéo cho mẹ cắt này. Kéo. Cắt luôn. Cái quả trên đầu đấy, cắt cái cành để thắp hương cho đẹp. Cành lá đấy. Thỏ đâu, đứng đón bưởi. Cho vào, cắt cành. Cắt ở dưới, đoạn dưới thôi. Đấy, cắt thế là được. Thỏ đâu, cất vào trong xe. Đấy, mẹ cất vào trong xe. Ôi, nét căng. Mẹ để nhá. Đấy, quả ấy đẹp cực kỳ luôn. Thỏ đừng có đưa đi vội. Đi thu hoạch đi. Để đấy, Thỏ, để đấy, để cho đầy xong mình mới chở đi chứ. Đây. Đấy. Cắt đi, cắt lá đi. Lá. Đấy, đẹp chưa? Trời ơi. Quá đẹp luôn. Cho vào xe luôn. Đấy, có hai quả hồng, hồng như là... Ừ đấy, hai quả hồng ở trên đấy. Cắt hết luôn đi. Cắt hết luôn đi. Nhân thể đằng nào chiều ông về. Ôi giời. Thôi đừng có đi ra ngoài đi sóc mấy Thỏ ơi. Thỏ ạ. Đây cắt mấy quả thấp này đi. Ừ, cắt nốt quả ấy. Thôi bớt quả. Có thể còn sau này ít nữa, còn lên trên này còn có thắp hương. Ừ. Đây cắt nốt mấy chùm này đi. Đây cắt nốt mấy chùm này.